Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là một con người đặc biệt, có xuất thân đặc biệt, quá trình phát triển đặc biệt và quan điểm chính trị cũng vô cùng đặc biệt. Rất nhiều sự đặc biệt ấy tạo nên một đảng viên ưu tú, một thượng tướng tài giỏi hết lòng phục vụ đất nước. Trong video này, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh qua bài viết của tác giả Mai Hương tại Spyroom ngay sau đây. Xuất thân đặc biệt. Ở Hà Nội có một con đường được Bộ Giao thông ưu ái bình chọn là con đường đẹp nhất Việt Nam. Đường Nguyễn Chí Thanh được đặt tên theo vị đại tướng tài giỏi, có những đóng góp lớn lao cho công cuộc giải phóng đất nước, giành lại độc lập. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một vị tướng tài, là người thứ hai được phong hàm đại tướng ở Việt Nam, chỉ sau đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không chỉ đem lại nhiều chiến công về quân sự như lãnh đạo phân khu Bình Trị Thiên nổi dậy chiến đấu, ông còn xây dựng quân đội vững mạnh về lý luận chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ông cũng được mệnh danh là vị tướng của nhân dân vì quá trình bám ruộng lội đồng, gắn bó cùng nhân dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, gia tăng kinh tế. Phải nói đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người tài đức vẹn toàn, có tầm ảnh hưởng lớn tới cách mạng Việt Nam ta thời đó. Là con út của một vĩ nhân, cậu bé Nguyễn Chí Vịnh sớm được thừa hưởng những đức tính cao đẹp của cha mình. Do một cơn nhồi máu cơ tim mà đại tướng Nguyễn Chí Thanh mất sớm, để lại cậu bé Nguyễn Chí Vịnh non trẻ còn nhiều điều cần được dạy dỗ. Không nỡ để con trai út của người đồng chí phải chịu thiệt thòi, các ủy viên Bộ Chính trị, những đồng chí súng bên súng đầu sát bên đầu đã hứa với đại tướng Nguyễn Chí Thanh sẽ nuôi Nguyễn Chí Vịnh nên người. Nguyễn Chí Vịnh lớn lên dưới sự dạy dỗ và yêu thương của cha nuôi là đại tướng Lê Đức Anh, cựu tổng bí thư Lê Duẩn, cựu tổng bí thư Trường Chinh, cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng và các đồng chí khác. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sinh thời được bác trọng dụng và yêu quý, bác hay mời cả gia đình đại tướng đến ăn cơm và hỏi han chuyện thường nhật. Từ ngày đại tướng mất, bác vẫn không quên gọi Nguyễn Chí Vịnh đến cùng ăn cơm và nói chuyện với bác. 2. Tuổi trẻ lẫy lừng. Mặc dù là con nhà nòi, nhưng trước khi trở thành cậu thanh niên Nguyễn Chí Vịnh nghiêm túc tôi luyện bản thân, thượng tướng cũng từng tự nhận bản thân có quá khứ đánh nhau, ham chơi. Có lẽ tính cách ngang tàng của một cậu trai chí lớn vẫn luôn tồn tại trong huyết mạch của Nguyễn Chí Vịnh, để sau này cậu trai ấy dám ra những quyết định táo bạo và đánh thép. Khai gian tuổi để nhập ngũ. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sinh thời rất muốn con trai trở thành một người lính cộng sản, vì vậy ông gọi con trai là binh bét. Cái chức vụ ấy đã gắn bó với Nguyễn Chí Vịnh suốt những năm tháng tuổi trẻ, đi theo đó là tình yêu nước nồng nàn và khát khao được cống hiến trong quân ngũ. Nguyễn Chí Vịnh từng kể, năm ông 17 tuổi có đợt tuyển quân, nhưng nếu khai tuổi thật thì người ta không cho nhập ngũ, nên phải khai gian thêm 2 tuổi. Như vậy, cậu trai Nguyễn Chí Vịnh sinh năm 1959 đã khai gian mình sinh năm 1957 để được lên đường nhập ngũ. Rõ ràng Nguyễn Chí Vịnh là con trai của một đại tướng, thân thiết với cả bác Hồ. Chẳng lý nào các chú, các bác lại không biết ngày Nguyễn Chí Vịnh chào đời. Dù vậy cậu trai mới có 17 tuổi, đem theo một chút ngông và rất nhiều khát khao cống hiến, đã dám lén khai gian tuổi để lên đường nhập ngũ, để hoàn thành mong ước của người cha đã khuất. Sự kiên định và quyết tâm này còn được cậu trai năm ấy đem theo trong cả cuộc đời hoạt động chính trị. Sinh thời, đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người thanh liêm, chính trực. Các đồng chí không muốn làm trái với quan điểm sống của đại tướng, cũng không hề muốn ảnh hưởng đến thanh danh vị tướng của nhân dân, nên Nguyễn Chí Vịnh chưa từng được ưu ái hay nhận được đặc quyền gì so với người khác. Trong quân ngũ, ông được các chú các bác gửi gắm, không có được bất kỳ sự thiên vị nào. Trong những ngày tại ngũ, cậu thanh niên Nguyễn Chí Vịnh đã phải làm nhiều công việc, từ chăn lợn đến quét rác. Chẳng ai nghĩ người con trai duy nhất của một vị đại tướng lừng lẫy lại phải lăn xả ở một quân doanh nhỏ bé như vậy. Sau này khi nhìn lại, Nguyễn Chí Vịnh chia sẻ ông chưa từng hối hận về quyết định khai gian tuổi nhập ngũ của mình. Từ chối du học ở Liên Xô để tham gia chiến trường Campuchia. Năm 1983, cậu thanh niên Nguyễn Chí Vịnh tốt nghiệp trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin. Do là con của cán bộ cấp cao, Nguyễn Chí Vịnh được đặc cách gửi sang học tập tại Liên Xô. Tuy vậy, bản thân cậu nhận thấy chưa sành sỏi ngoại ngữ, lại không muốn mất thời gian và tiền bạc để sang nước bạn mà không học tập được nhiều. Nguyễn Chí Vịnh xin phép không đi du học mà sang chiến trường Campuchia học tập và cống hiến. Phải nói, ngày ấy việc được sang Liên Xô học tập là một vinh hạnh lớn, cũng là cơ hội đắt giá để học tập và phát triển bản thân. Ấy vậy mà Nguyễn Chí Vịnh sẵn sàng từ bỏ cơ hội tốt này để chọn sang chiến trường máu lửa khốc liệt. Trong một buổi phỏng vấn năm 2018, Thượng tá Nguyễn Chí Vịnh kể lại câu chuyện sang Campuchia năm ấy. Năm 83 sau khi tốt nghiệp sĩ quan trong nước thì mình được chú Văn Tiến Dũng, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bố trí cho đi Liên Xô. Sau một thời gian học để chuẩn bị đi, mình nhận ra rằng việc cho đi Liên Xô là sự ưu đãi của nhà nước chứ mình chưa đủ điều kiện. Học sĩ quan ra thì chưa có trình độ đại học, ngoại ngữ không đủ. Mình nghĩ xin thôi và xin ra mặt trận. Tất nhiên việc chuyển người con duy nhất của cố đại tướng sang một chiến trường khắc nghiệt là việc mà không ai trong Bộ Chính trị muốn làm. Đại tướng Lê Đức Anh,
Đại tướng Văn Tiến Dũng ngày ấy đều cố gắng cho Nguyễn Chí Vịnh thấy được những khó khăn phải gặp khi tham gia chiến trường Campuchia, nhưng điều đó hoàn toàn không làm nhụt chí người thanh niên trẻ đang mong mỏi cống hiến. Vậy là Nguyễn Chí Vịnh được cử đến mặt trận 719, chiến trường Campuchia. Ở đây, Nguyễn Chí Vịnh gặp được ông Ba Quốc, tức nhà tình báo huyền thoại Đặng Trần Đức. Dưới sự dạy bảo của nhà tình báo Ba Quốc, Nguyễn Chí Vịnh bắt đầu hoạt động và trở thành người học trò xuất sắc của ông Ba Quốc, đem lại nhiều thông tin mật đắt giá phục vụ quân ta tác chiến. Tiếp bước đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Từ nhỏ được cha và các chú gieo một tình yêu nước thù giặc mạnh mẽ. Điều đó khiến Nguyễn Chí Vịnh coi độc lập tự do của đất nước, ấm no của nhân dân là trên hết. Cả tuổi trẻ Nguyễn Chí Vịnh chăm chỉ học tập cũng chỉ để đến ngày cứng cáp lập được công lao cho đất nước. Và lịch sử chứng minh người con trai duy nhất của đại tướng Nguyễn Chí Thanh không hề tầm thường. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được báo chí vinh danh là nhà chiến lược xuất sắc trong lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng. Cả cuộc đời người cộng sản ấy đã đóng góp rất nhiều trong việc nâng tầm vị thế đối ngoại quốc phòng của Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông đã góp rất nhiều thành tựu đáng kể, thâm nhập thành công vào lực lượng Liên Hợp Quốc trong UNTAC, chỉ huy trực tiếp của chiến dịch tình báo giúp chính quyền Thủ tướng Hun Sen trong cuộc chính biến 1997, khai sinh ra nguyên tắc 401 tùy, tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM Plus đầu tiên tại Hà Nội vào năm 2010. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhận thấy các nước trong khối ASEAN cần có sự hợp tác thống nhất giữa các lực lượng về mặt quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp có thẩm quyền về việc hợp tác này. Qua việc này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua đối thoại và hợp tác về quốc phòng, an ninh, từ đó tăng cường sự tin cậy lẫn nhau trong các nước cùng khối. Chính vì vậy, Việt Nam đã có sáng kiến về thiết lập Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ADMM và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM Plus. Đây là bước tiến lớn mà Thượng tướng vạch ra cho quan hệ Việt Nam và các nước ASEAN, đem lại sự tin tưởng cao hơn từ ASEAN tới Việt Nam và ngược lại. Không chỉ vậy, Thượng tướng còn đánh giá cao tầm quan trọng của việc đối ngoại với các quốc gia chung biên giới với Việt Nam như Lào, Campuchia khi liên tục có những đề xuất về việc xây dựng mối quan hệ với các nước láng giềng trên cơ sở hợp tác quốc phòng. Điều này cho thấy việc gìn giữ lãnh thổ và bảo vệ độc lập dân tộc vẫn luôn là điều đau đáu trong tâm tướng Vịnh. Trong lĩnh vực quốc phòng, ngoại giao, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh còn có một đóng góp cực kỳ to lớn, đó là đưa những chiến sĩ của Việt Nam đặt những bước chân đầu tiên trên con đường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Khi đó, hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế còn là điều mới với Việt Nam. Tuy vậy, nó được Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh định hướng phải coi là hoạt động tác chiến, là lĩnh vực tác chiến đặc biệt, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với chính trị, đối ngoại, quốc phòng. Lịch sử chứng minh tầm nhìn của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh có tính chiến lược và cấp tiến, khi sau hơn 10 năm kể từ những bước chân đầu tiên, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam được đánh giá rất cao trên nhiều lĩnh vực quan trọng, tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế. Các quân nhân Việt Nam đã tham gia các hoạt động tại các phái bộ ở Nam Sudan, Cộng hòa Nam Phi hay trụ sở Liên Hợp Quốc đều tạo ra những ấn tượng tốt đẹp. Giờ đây, lá cờ Việt Nam tự hào tung bay trên lãnh thổ nhiều quốc gia tại châu Phi là nhờ công lớn trong những ngày đầu đi thực địa tại nơi này và quyết định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Được nuôi dạy không chỉ bởi lãnh tụ mà còn bởi các tướng tài của dân tộc, chứng kiến dân tộc ta bao phen đổ máu vì những cuộc chiến đau thương, Nguyễn Chí Vịnh nuôi một dòng máu yêu nước sâu đậm. Năm 2019, khi được phỏng vấn về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, ông tuyên bố, khi mà chúng ta đã nhẫn nhịn hết mức mà có kẻ vẫn cầm dao xông vào nhà mình, giết dân mình thì buộc lòng chúng ta phải đánh trả. Đã đánh thì phải đánh cho tiệt nọc. Câu nói này tượng trưng cho tinh thần thép của một người lính, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc. Đây là tinh thần đại diện cho bộ đội Cụ Hồ suốt bao năm kháng chiến, đã được Nguyễn Chí Vịnh mang theo đến những ngày cuối đời. Không chỉ là một người lính kiên cường, một nhà tình báo, ông còn là một nhà ngoại giao quốc phòng lỗi lạc khi khai sinh ra chính sách quốc phòng cốt yếu của Việt Nam ta. Không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đứng trước bối cảnh thế giới đầy biến động, năm 2020, trong một cuộc phỏng vấn với báo điện tử VN Express, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đưa ra câu trả lời đanh thép khi được hỏi về chủ đề các nước lớn buộc Việt Nam phải chọn bên. Ông trả lời như sau: chúng tôi chọn chính chúng tôi. Không ai và không nước nào có thể bắt Việt Nam phải chọn bên vì chúng tôi độc lập, tự chủ, giành và giữ độc lập bằng sức của mình. Một lần khác, đứng trước vấn đề Trung Quốc đặt giàn khoan HD981 tại Biển Đông, ông cũng thẳng thắn trả lời rằng nếu để mất Biển Đông thì quân đội Việt Nam, các nhà lãnh đạo sẽ có tội với đất nước. Trong quân đội, từ trên xuống dưới đều coi Biển Đông là sống còn.
chủ quyền lãnh thổ là điều chúng ta tuyệt đối không bao giờ buông tay. Câu nói này là một cơn gió dập tắt mọi sự lo lắng về việc các nhà cầm quyền bỏ rơi Biển Đông trước biến cố lớn này. Lại một lần nữa, lịch sử cho thấy phát ngôn của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh không hề là nói suông khi không chỉ quân đội mà cả nhà nước đều sát sao bám biển và cố gắng bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Trong công việc, Thượng tướng là người kiên định, mềm dẻo, không né tránh các vấn đề gai góc trong quan hệ quốc tế. Phương pháp làm việc của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh rất thẳng thắn khi trao đổi với các đối tác. Từ tư duy thể hiện ra thành lời nói của đồng chí Thứ trưởng vừa có tính khoa học, vừa có tính thuyết phục, vừa tình cảm mà vừa hợp lý. Thượng tướng Võ Văn Tuấn cũng chia sẻ, đối với cấp dưới, anh là một người gần gũi, giản dị, hòa đồng quan tâm, đấy là tác phong được cấp dưới rất yêu mến. Phải nói, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thừa hưởng sự khẳng khái, chân thành và thông minh từ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Dường như cậu trai năm ấy đã bảo toàn được những đức tính tốt đẹp nhất của cha mình, kèm theo sự trưởng thành mà các chú, các bác đã hết lòng dạy bảo. Dù là cậu bé sống cùng người cha đại tướng tài đức vẹn toàn, hay cậu thanh niên non trẻ mất cả cha lẫn mẹ nhưng không hề suy sụp mà càng quyết tâm cố gắng, đến người thượng tướng được mệnh danh cáo đầu bạc vẫn hết lòng phụng sự đất nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã chứng minh câu nói hổ phụ sinh hổ tử, làm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và các bác, các chú trong bộ chính trị ở nơi xa được yên lòng. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.